Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 6 ước đạt gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đạt 15,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015. Trong số đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,32 tỷ, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 3,07 tỷ, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2015. Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, các mặt hàng như cà phê, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản vẫn duy trì được sự tăng trưởng cả về sản lượng cũng như giá trị. Song một số mặt hàng lại có sự sụt giảm đáng kể như gạo, gỗ và sản phẩm gỗ, sắn và sản phẩm sắn.